mới đây tại trụ sở hà nội thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải đã có buổi làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp của hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean về nông nghiệp và thực phẩm usabc với mục đích tìm hiểu các cơ hội mở rộng đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tại việt nam trong thời gian tới tại buổi làm việc thứ trưởng cho biết khi các hiệp định thương mại quan trọng như cptpp rcep evfta được thông qua và có hiệu lực hầu hết các mặt hàng nông nghiệp có thế mạnh của việt nam khi xuất khẩu sang các nước thành viên sẽ được hưởng mức thuế ưu đại lớn thậm chí là được xóa bỏ môi trường đầu tư kinh doanh được cải cách thông thoáng hơn việt nam hoan nghênh và chào đón các doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư lâu dài tại việt nam cũng như hợp tác với các doanh nghiệp việt nam trong các lĩnh vực nông nghiệp sử dụng công nghệ cao công nghệ sạch công nghệ sinh học ngài đại sứ phó chủ tịch USABC Michael Michalak đã đánh giá cao những nỗ lực của bộ Công Thương nói riêng và chính phủ Việt Nam nói chung trong việc giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ hội đồng TEFA về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông bày tỏ quan điểm ủng hộ Việt Nam đối với các vấn đề cá da trơn. Đồng thời, hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm công nhận hệ thống pháp quy về quản lý cá da trơn của Việt Nam là tương đương với Hoa Kỳ, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam sang Hoa Kỳ không bị gián đoạn.